Yes, yes. Homus. Alamaz. Donna. Alamaz. Alo, alo. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả của GameTV.vn. Và tại hiện trường thời điểm hiện tại thì game thủ Ehe vẫn chưa xuất hiện. Chính vì thế mà chúng ta hãy cùng ngập tràn trong những trận đấu solo giữa Chim Sẻ và BB thôi. Trận này Chim Sẻ cầm Minoan. Không biết là BB cầm quân gì. Chim Sẻ soi AC. Vâng, nói cái thấy soi quân luôn. Vâng, AC đó là quân của game thủ BB trong trận đấu này. Một bài cầm Minoan mà có lẽ game thủ Chim Sẻ sẽ đánh chém thôi. Sẽ khó mà có thể lên cung thẳng. Không, đã còn thấy cánh rừng già. Xe giò đã có 7 hiệu 7. Con voi. Bài này chắc chém nó bắt đầu mới chuyển cung. Rất nhiều đồ cho cái thủ Chim Sẻ trong bài solo. Vâng, Danny thì nói chung là anh trai chả bao giờ đi cao su cả. Chim Sẻ thì cũng vậy. BB cũng rất đúng giờ. Nhưng mà ủi sao nghe chắc là anh có chút việc bận gia đình. Chính thế mà anh chưa đến được hiện trường thi đấu để đánh kèo 2-2 đúng giờ. Một bầy hiệu 7 dành cho cái thủ Chim Sẻ. Bài cầm Minoan cũng là hơi xa. Đối với Minoan mà solo với AC thì có lẽ là cửa thắng. Nhưng mà chắc nhất thì chỉ có lên cung Nga thôi. Nếu mà đánh lạc đà thì cũng chưa biết được. Vâng, và chúng ta hãy cùng quay trở lại với màn hình máy game thủ Chim Sẻ thôi. Một bài cầm Minoan. Chim Sẻ cũng có đôi voi 7 hiệu 7. Và trên đôi voi là còn 7 hiệu nữa, đồ ăn thì đã đủ. Và bài này thì phong cách của Chim Sẻ vẫn là một phong cách mà anh thích đánh cung. Nhưng mà tôi nghĩ rằng anh có lẽ là cung sẽ chém. Nếu như bài này đánh tầm 24 hoặc 25 dân, còn 26 dân và 2S thì chắc chắn đánh cung rồi. Bãi quả cũng có luôn, thêm 7 yếu nữa đồ ăn thì nhiều. Bài này khung vào thì khung được, nhưng để mà cho Chim Sẻ có thể dễ thắng thì cũng không thể biết đâu mà lần. Nếu như BB mà điểm số nếu như BB mà lên đời sớm thì no. Vâng, nếu như mà BB lên đời sớm thì BB đã 27 dân rồi kìa. Bài này BB đánh thẳng cung rồi. Lý ngồi đây. BB như vậy là đánh thẳng cung. Chim Sẻ cũng cung thẳng mà đánh. Rồi đã nghiện thì đừng có ngại. Giống đời là thích đánh cung thì thôi. Bài nào cũng phải dặn là cung mà đánh. Thêm con voi thứ hai về, con voi thứ ba cũng sẽ là một con voi được về với nhà chính Chim Sẻ. Đóng S2 hay không? Hay là chỉ đánh một S thôi? Ép đời cho sớm. Để tránh những tên cung giờ đầu của game thủ BB. Nhiều năng ở BB sẽ là người chủ động cung cả công cả cung T lên. Công cả cung T lên vào nhà Chim Sẻ. Tôi đoán là vậy. Và đừng đùa với những cái bài mà dâng A nữa.
hơi nhọc đấy. Câu một con voi cũng khá giả. Về với nhà chính nhà của mình. Đã lên đời xong, cạnh BB sẽ là BM, đây là BA. Bo cao lên một tí để lấy được cả bãi vàng, không vạn. BL rồi. 26 dần đánh chế. Không đặt S2. Ôi đã gần 11 rồi. Như vậy là một trận đấu mà cái rủi chữ thể. Anh không thể ép sớm hẳn được do gỗ đầu là sâu. Gỗ đầu là hơi xa. S2 luôn. Đặt ăn cạnh vàng. Khung nhà rộng, bài này nhiều khả năng là ông con ngựa giò này của ông này là chỉ có một công. Và giờ đấy là nâng chặt gỗ. Chúng ta cùng thử xem có đúng không. Ai à, đó là vậy mà. Vâng, anh em chơi với nhau cũng quá hiểu rồi. Ngựa giò bắt đầu chạy vào trong khu vực góc 9 giờ. Nâng công. Và đúng là như thế, là chỉ có công thôi. Không phải giáp. Vẽ ruộng thôi. Ra ruộng đều vào. Chỗ này được 7 cái ruộng nữa là xong. Và sau đấy là chủ động chuyển A. 28 dân bài 27 dân cộng 1. Khỏe đấy. BB sóc dân chuẩn hơn chia sẻ. Bãi của đầu chim sẻ hơi xấu. Vâng, gặp luôn BB ở đây. Làm một thằng nông dân đã. Ok rồi. Tiếng game to quá không này. Tiếng game đấy là tiếng ở máy nó to. Khán giả kêu ấy. Vâng, chúng ta cũng quay lại với màn hình máy game chia sẻ thôi. Con này thì ông nào ăn ông nào. Ngựa giò mình lại không giáp. Nhiều năng là con này hoảng thôi, con ngựa giò này hoảng. 1L. Đóng A luôn không? Trả A luôn. Vâng. Đơn giản thôi. Bắt đầu phải đi vòng những con lạc đà của mình rồi. Nhưng nhà của cái thủ BB cũng là một bài mà yếu rừng. Rừng nhà của cái thủ BB cũng không quá đẹp. Trong trận đấu này, BB ghi một bài đóng A ở nhà luôn. Không dâng A. Do anh nhận thấy game thủ chim sẻ nắng cũng đào khá nhiều vàng từ lúc đầu. Chính vì thế mà bài này, một bài mà game thủ BB không đánh được kiểu sexy. Vâng, nếu như gặp bài xấu này mà gặp cái giống đời như He He thì chắc chắn đây sẽ là một bài mà dâng A. Bởi vì solo AC rất hay có kiểu solo dâng A. Và quay lại đập lạc đà luôn nếu như mà BB soi máu. Và vừa nói BB cũng quay lại làm, nhưng mà anh làm với con lạc đà nhiều máu thì không ăn thua. Nông dân BB cũng chết tầm 6 thằng rồi. Để cho BB tụ được vào 3 thân cung của BB đẩy luôn trong nhà của mình thì chim sẻ lúc đấy anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tham lai 35 chim 48 nở tham cũng là khá khỏe. Và bây giờ ăn hoang tiếp bầy hiêu em ơi. Ăn hoang bầy hiêu ngay cạnh bãi quả ấy. Mà ra quân mà sóc không. Đã thấy cung giờ đến từ game thủ BB đến nhà của chim sẻ nắng. Nhà BB đây là một bài rất trông và rừng xấu. Nhiều khả năng là BB sẽ tất tay luôn sau tên này khi mà chim sẻ đang chủ động đánh thủ. Tất tay dành cho game thủ BB. Tôi nghĩ là như thế. Và chim sẻ anh sẽ có những giải pháp gì để có thể chống lại tầm 20 con cung giờ đến từ game thủ BB. Từ nãy giờ được tầm 4-5 turn rồi. Tham lai BB đang đè, tham lai BB tầm 40 thôi. Có lẽ là dãy hàng E này BB sẽ là một điểm mà BB sẽ công vào. Chốt một VE vào cạnh BA và bãi vàng nữa cho kín hạn đi. Chốt VE vào cạnh BA và bãi vàng nữa để cho cung R nó không sọc vào thẳng ruộng. Nhưng thôi thì dù sao bây giờ chim sẻ cũng đang đứng cung bên trong rồi thì cũng không cần phải chốt. Cứ để BE đấy mà có thể giật cung Nga vào bên trong. Đóng E, đóng F gần hơn. Nói thế nào làm như vậy thì bạn. Có lẽ BB sẽ lựa chọn mặt kia cơ. BB không đi mặt này đâu bởi vì BB đã biết cái dãy hàng E kia rồi. Chim sẻ cũng đang chủ động như thế. BB đứng đốt L. BB chưa ăn được dân nào của chim sẻ cả.
Vâng, gì ạ? Cung Nga rất hay dành cho cái thủ BB. Cung Nga của cái thủ BB bây à nhầm cung Nga cái thủ chim sẻ bây giờ đã là 7+4. Dường như đã lên xong 7+4 rồi. Và BB không biết là đã chặt O2 chưa. Một vài BB nhà xấu rồi, không biết là lực của BB có khỏe hay không. Vẫn chưa thấy cung G đi công. Tham Lai bắt đầu cân. Tham Lai đã mà bắt đầu cân rồi. Nếu như thế này thì có lẽ là chim sẻ cũng sẽ dễ thở. Bởi vì Tham Lai bên phía đội bạn không phải nở quá nhanh. Quan trọng là phải đỡ được những tấn công lúc đầu rồi đã. Phải đỡ được những tấn công lúc đầu này. Nếu không thì sẽ là rất khó cho những chim sẻ. Đổi nhà không phải là một biện pháp mà chim sẻ sẽ áp dụng. Đốt nhà bây giờ để cho đối phương không có lạc đà đảo. Đó là chiến thuật của BB. Anh cũng đã nhìn thấy cái điểm yếu của chim sẻ, nhưng game thủ BB chưa công vào khu vực đấy. Anh vẫn đang chỉ là đấu với cung Nga một cách đơn thuần. Chim sẻ đã bắt đầu đóng A cao hơn để có thể lấy lại được, để có thể chiếm được những vị trí đắc địa. Cung G cũng là khá đông. Đen BG đi để có đột một chỗ đứng cung Nga đẹp. Tầm xa đã là 7+4. Bây giờ thì game thủ BB đã bắt đầu chuyển hướng công nhà. Đã luôn cả BC. Chim sẻ vẫn đang còn nguyên dân từ đầu đến giờ, nhưng anh không là một bài mà ra dân khỏe. BB 4-3 dân. Đây là một bài công cung G. À nhầm, công nhà để bắt đầu là sóc nhiều dân. Và khi mà sóc dân đều được rồi thì game thủ BB sẽ có lựa chọn một phương pháp, đó là đóng châu A. BB sẽ lựa chọn phương pháp là đóng châu A. Giống như những trận, giống như cái trận mà solo Egypt ở tại CGC 73/88. Chim sẻ có đẩy luôn không? Nhưng mà đẩy thì cũng phải biết quân đội bạn đang đứng đâu để đẩy. Nếu không thì chim sẻ cũng lại gặp nhiều khó khăn. Nâng bổ vàng hay thế nào? Vâng, bắt đầu là những tên cung giờ leo dốc. Ta có thể thấy rằng BB đang rất hổ báo ở trong tình huống này. Và tôi nghĩ rằng chim sẻ sẽ không thể ăn được. Cung giờ AC vẫn đang khá rát. Nhưng số lượng cung Nga ở nhà của cái chim sẻ không thấy. Chim sẻ cần giật về để có thể đợi những tên quân tiếp viện đẩy lên. BB có lẽ anh sẽ tăng rất nhiều nhà BA. Tham Lai là 75/108. Đó là tham lai của game thủ chim sẻ. Không biết bây giờ tham lai BB là bao nhiêu. Và anh cần phải soi tham nhiều hơn để biết ý đồ của BB. 52 dân mà trong cái đấy mình chưa đến 40 dân. Đấy, như vậy là tham cân. Và mình hơn 10 tham. Như vậy là dân kém hơn 10 thằng. Thì quân sẽ hơn 10 thằng. Bởi vì đây là một tham cân. Đẩy lên chiếm con dốc này. Và bây giờ thì BB đi quân kiểu gì cũng phải đi mặt này thôi. Còn nếu không, nếu mà BB đi hướng xuống 3 giờ để có thể đẩy vào nhà chim sẻ thì chim sẻ cũng sẽ biết. Bởi vì anh đã có một con cung Nga đứng ở trong khu vực góc 9 giờ rồi. Đứng cung là rất khôn đến từ chim sẻ. BB đã phát hiện ra những địa điểm bung, những địa điểm nằm ăn bên ngoài của game thủ chim sẻ. Những bắt đầu là những nhà BN bung ra để có thể làm gỗ. Game thủ BB đang sóc quân và sóc dân rất đều với bài 27+1. Cực khỏe. 56/41. Đó là chỉ số dân BB đang nhiều hơn game thủ chim sẻ 15 dân. Những tình huống đứng cung Nga của game thủ chim sẻ vẫn đang khiến cho BB khá khó chịu. Mọi hướng đi quân của game thủ BB chim sẻ đều đã nhìn thấy. Và trận đấu này đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ là cân thôi. Chưa thể nói trước là ai sẽ hơn ai.
bởi vì cung giờ thì nó cơ động hơn cung Nga, nhưng chất lượng của cung Nga thì nó là hơn hẳn so với cung giờ. BB đang chết rất nhiều cung giờ trong tình huống vừa rồi, một tình huống mà những thủ BB cố tình leo dốc và dân gỗ nhà cái thủ BB cũng chết phải tầm 5-7 thằng nếu chúng tôi không nhập. 8 tham lai vẫn đang giữ là 70 và BB cũng vừa chết và có lẽ tham lai vẫn sẽ là cần. Nhưng chim sẻ vẫn chưa thể tìm ra được lối để đẩy vào nhà của game thủ BB. Không, hình như BB vẫn đang nhỉnh hơn từ nãy đến giờ thì phải. Đang nhỉnh hơn nhưng không nhỉnh hơn quá nhiều. Đấy là nhỉnh hơn do tham dân thôi. Ăn dân vẩy e vào. Ăn được càng nhiều dân BB càng tốt nhưng BB rất tỉnh đòn. Đóng BN vào trong khu vực góc 3 giờ không? Làm một cánh rừng ở đấy nữa. Bởi vì ở bên ngoài này là mình đã bị phát hiện rồi, 3 giờ hoặc là 9 giờ. Mình đã bị phát hiện những bãi làm ăn ở bên ngoài. Như thế mà cũng không dại gì mà làm ăn ở gần gần nhà nữa. Cứ xa xa ra. BB kiểu gì anh cũng sẽ tập trung tất tay vào những khu vực nhà của quanh nhà chim sẻ thôi. Bây giờ cung giờ những thủ BB cũng lại bắt đầu đẩy. Nhưng những con dốc vẫn đang thuộc về chim sẻ nắng. 9/24 đó là tham lai của game thủ chim sẻ. Nở tham cung Nga là rất nhanh. Vâng, bây giờ thì cung giờ của game thủ BB vẫn đang rất hổ báo. Nhưng như cung Nga, cung nhà chim thủ chim sẻ đang còn rất nhiều. Chim sẻ đấu tuần này nhiều năng là thiệt đấy. Trong nhà, đấy còn một kích cung Nga đứng trong nhà này. Tên ấy vác đi hơi sót. Vâng, sót một tí cung Nga trong nhà. Bây giờ thì tham lai bị đè heo hoàn toàn. BB đang đánh cung GAC rất hay. 70/28 thì đó là của BB. Bây giờ thì những địa điểm làm ăn bên ngoài đấy, những địa điểm mà cái đủ chia sẻ cần phải làm nhiều ruộng. Lượng gỗ bây giờ cũng là đủ rồi. Đối với Minwan thì cần nhiều ruộng và ra đều dân. Ăn thêm được bãi vàng thứ 3 nữa thì mới có cửa thắng. Còn nếu mà chỉ ăn hai bãi vàng này thôi thì chưa đủ. Chim sẻ đang có ý đồ là đóng một A trong khu vực gần với nhà BB. Một bài mà đánh theo kiểu tả phế lù. Vâng, đóng A xa xa ra. 2-3 cái A nữa ở đây. 2 cái A nữa ở đây là đủ 3 cái để công cho dễ. Lại bị công kìa. Mặt nhà đang bắt đầu bị ốp. Và đây là một tình huống mà chim sẻ đang đứng cùng tốt hơn đang tốt để có thể thủ được cơn cung giờ này. Cơn này tôi nghĩ là vẫn sẽ thủ được, bởi vì cung giờ nó sẽ không thể dàn hình đẹp. Nhưng nếu cung giờ quá đông thì cũng này đành chịu rồi. Một tình huống mà không cũng chưa thể nói trước được điều gì. Rõ ràng là lợi thế về tầm xa đến thì con cung Nga vẫn đang vượt trội hẳn so với con cung GAC. Nhưng do là những con cung GAC nó quá cơ động và có lẽ là sẽ đi sai nếu bị ô ba. BB đã cười. Một bài nói chung là cũng khó. Nhà BB xấu nhưng giàu. BB đánh 27 dân cộng 1 cơ mà. Và BB đã hỏi trước khi đánh trận này, đang trong trận này mà BB đã hỏi một câu mà có lẽ là BB đánh đúng vào tâm lý chim sẻ. Nếu quýt luôn thì trận này không tính. Còn nếu đánh tiếp thì sẽ tính tỷ số. Và đúng thật là BB anh bắt bài tâm lý đối phương quá tốt. Bài đánh 27 dân cộng 1. Và này có lẽ là BB đã chắc thắng sau khi chat rồi. À, trước khi chat là anh đã biết mình chắc thắng rồi. Chính vì thế mà anh cũng không ngại ngần hỏi chim sẻ một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng đấy là một câu hỏi mang tính chiến lược của game thủ BB. 2-0, đó là tỷ số ở trong kèo solo random. Vâng, bài này chim sẻ nói chung cũng khó cưỡng. 26 dân đánh chém từ đầu đấy mới chuyển cung. BB đánh hay quá. Một bài BB nhà xấu nhưng BB chúng ta có thấy rằng 10A. Đó. 12 chứ. 12A. À 10A. 10A dành cho cái thủ BB. Vâng, ý đồ là quá rõ ràng rồi.
cả chim sẻ cũng như là cả cái thú baby. Các anh cũng đều hiểu ý nhau. Vâng, cái kiểu mà đánh công nhà đối phương, đối phương không ra được quân, sau đấy ở nhà sóc dân đều và tăng liền một lúc 2 đến 3. Đấy là cái điều mà tôi cũng đã biết rõ về con thủ BB trong trận đấu này. Nhưng biết rồi, biết là một chuyện, nhưng mà để có thể khắc phục lại thì nó là một chuyện khác. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu thứ 3, hoặc là có thể là đánh luôn 2-2 nếu như Hè đã có mặt. Vâng, và bây giờ thì các bạn vui lòng comment giúp tôi xem chất lượng hình ảnh và âm